Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi đã quay trở lại với việc sẽ giới thiệu tới anh em một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu có thể nói là nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Đó chính là thương hiệu đồng hồ truyền thống độc lập Patek Philippe. Và rất là lâu rồi thì chúng ta không nghe được một chiếc đồng hồ Patek Philippe nào bán với mức giá ở ngoài thị trường thứ cấp có giá thấp hơn giá retail. Thì đây là một chiếc đồng hồ có mức giá ở thị trường thứ cấp thấp hơn giá retail price. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này anh em nhé. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập 24 dành cho nữ giới. Như anh em đã biết là trong khoảng 3 năm trở lại đây thì những bộ sưu tập của Patek Philippe từ trước đến nay đều tăng giá. Có thể nói là những cái bộ sưu tập sport của Patek là tăng giá cao nhất. Đó là những bộ sưu tập như là Nautilus hay Aquanaut. Đó, những bộ sưu tập khác như là Complication, Grand Complication thì có tăng nhưng không tăng nhiều, nhưng ít nhất là cũng phải tăng 30%. Trước đây có những chiếc Patek như là năm 2005 hay năm 396 chúng ta có thể dễ dàng mua ở thị trường thứ cấp với cái mức giá có thể chiết khấu lên đến 15%, thì hiện tại là chúng ta phải mua với bằng giá tôi mua được. Còn cao hơn thì có lẽ là có một số bên vẫn bán mức giá cao hơn giá retail. Đó. Và phiên bản này là một phiên bản mới được giới thiệu cách đây 2 năm. Và chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt thì chúng ta cùng tìm hiểu đánh giá sơ bộ qua video này. Đầu tiên thì chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ có đường kính là 36mm với vành kim cương 2 hàng. Và vỏ của chiếc đồng hồ này được làm hoàn toàn từ vàng 18K750. Điểm khác biệt với những phiên bản tiền nhiệm trước đây của 24, đó là thay vì dáng vỏ chữ nhật thì chúng ta hiện nay đã có phiên bản dáng tròn với đường kính 36mm và sở hữu một khung máy tự động automatic caliber phổ thông của Patek, đấy là caliber 324. Có thể nói đây là một cái bản cập nhật để đưa những chiếc đồng hồ nữ của Patek tiệm cận hơn đến những cái sản phẩm có thể nói là đỉnh cao hơn về cơ khí, tốt hơn về cơ khí. Bởi vì trước đây những chiếc phiên bản 24 là sử dụng máy pin, thì như chúng ta đã biết rồi, máy pin thì nó thường là nó cái bộ máy pin này nó chỉ có hoạt động ổn định và bền bỉ trong khoảng 5 năm đến 10 năm thôi. Nhưng với một cái cỗ máy tự động 324 của Patek thì chúng ta, nếu như chúng ta bảo hành và chúng ta bảo quản tốt, lau dầu định kỳ và chúng ta mỗi khi có vấn đề về máy móc, có vấn đề về kỹ thuật thì chúng ta đưa vào service, thì có lẽ là cái thời gian sử dụng nó có thể lên đến 30-50 năm và thậm chí là cao hơn nữa. Đó. À, một điểm nữa tôi thấy là cũng phải chia sẻ với anh em, đấy chính là khá là nhiều khách hàng có hỏi tôi về vấn đề là chiếc đồng hồ này là 36mm tương đương với những chiếc Rolex Daydate thì có nên mua chiếc đồng hồ này, nam giới có nên mua chiếc đồng hồ này để đeo không, thì tôi có đưa ra một vài lời khuyên là như thế này. Đây là một bộ sưu tập dành cho nữ giới, về lâu dài thì chắc chắn sẽ rất là nhiều người biết đây là một chiếc đồng hồ dành cho nữ, nên là đeo theo hướng unisex, trừ khi là chúng ta phải có một cổ tay rất là nhỏ hoặc là cổ tay của chúng ta trắng, một cổ tay nhỏ và phải phối kết hợp làm sao đồ để cho nó phù hợp với chiếc đồng hồ này, bởi vì thực tế mà nói là ngoại hình của chiếc đồng hồ này nó khá là nữ tính. Mặc dù là size đường kính 36 ngang với những chiếc Daydate hoặc là Datejust của Rolex, tuy nhiên là khi đeo lên thì chúng ta cần phải phối hợp làm sao cho phù hợp nếu chúng ta là nam giới. Về phần dây của chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể nhìn thấy là dây thì được làm hoàn toàn từ vàng, thay vì ngày xưa các chị em mà hay đeo lắc hay là đeo vòng vàng, kiềng vàng và có nặng kim cương, thì bây giờ chúng ta có một chiếc đồng hồ hoàn toàn bằng vàng. Cái điểm trừ cho cái dây này tôi thấy là nó không được nhẹ nhàng lắm mà nó hơi to và hơi thô. Đây là một điểm chia sẻ khá là cảm giác cá nhân của tôi là như vậy. Mặc dù là nó có rất là nhiều điểm tương đồng với cái dây của Aquanaut, tuy nhiên là tôi thích cái dây của Nautilus hoặc là cái dây của AP Royal hơn là cái dây của chiếc 24 này. Với phiên bản 24 này thì chúng ta sẽ thấy được là cái dây nó đi theo cái chiều hướng là nó sang trọng, nhưng tôi thấy là nó không được hợp mắt mình lắm. Chúng ta có thể thấy được phần bezel được nặng kim cương hai hàng rất là đều đẹp. Đương nhiên rồi, Patek là một trong số những cái thương hiệu có cái xưởng chế tác in-house từ phần vỏ cho đến khu máy, thế nên là cái việc mà bộ hoàn thiện từ cái vành bezel đẹp là điều đương nhiên rồi. Có thể là anh em chưa biết, để phân biệt một chiếc đồng hồ Patek Philippe có kim cương nam giới và nữ giới, chúng ta có thể nhìn thấy điểm đơn giản nhất đó chính là vành bezel. Vành bezel của chiếc đồng hồ 24 này thì chúng ta có thể thấy được là nó là hai hàng, cũng như là rất là nhiều những chiếc đồng hồ nữ khác thì nó là một hàng. Còn của nam giới, Patek Philippe của nam giới thì sao? Vành bezel phải là vành baguette, vành to, đẹp, hoành tráng, đó mới là chiếc đồng hồ dành cho nam.
ở phần vành bezel nó phải là vành kim cương baguette hay là kim cương ống ấy, đó là mới là đồng hồ dành cho nam. Ok, về phần mặt số của chiếc đồng hồ này thì đây, chúng ta có thể thấy được mặt số của chiếc đồng hồ này là mặt số nâu chảy tia, và chúng ta sẽ thấy được bố trí rất là hài hòa, đơn giản. Kim của chiếc đồng hồ này chúng ta có thể thấy được là một phiên bản nâng cấp của 24 phiên bản cũ, phiên bản hình chữ nhật, nhưng nó rất dài hơn và nó khá là nhiều điểm tương đồng với kim của những chiếc Nautilus nam giới, đơn giản, rất là đơn giản đó, để chúng ta có thể dễ nhìn. Cọc số của chiếc đồng hồ này là cọc số Ả Rập hay gọi là cọc số học trò. Về mặt số của chiếc đồng hồ này thì tôi có thể là đánh giá với một mặt nâu khác, đó chính là một chiếc day date đến từ Rolex. Thì mặt ombre của Rolex tôi đánh giá là đẹp hơn, ma mịn hơn, cũng như là về cái hiệu ứng về màu sắc tốt hơn là mặt số chạy tia màu nâu của Patek này. Tôi thấy là cái mặt số của Rolex có nhiều điểm nhấn hơn, và khi chúng ta chuyển sang cái mặt số của Patek thì chúng ta sẽ thấy hơi buồn. Đấy là một điểm mà tôi recommend chị em khi mua, nếu như mà chúng ta thấy cái mặt số này không cuốn hút chúng ta lắm thì chúng ta có thể chuyển ngay sang một chiếc Rolex vành kim cương ombre mang mã hiệu là 128 345, đấy là với vành kim cương nguyên bản. Và một điểm mà chúng tôi chưa bật mí tới anh em và quý vị khán giả, đó là giá của chiếc đồng hồ này. Giá của chiếc đồng hồ này có giá hãng khoảng tầm 1 tỷ 120 triệu, hay là một tầm 1 tỷ 1 hơn. Tuy nhiên là mức giá ở ngoài thị trường thứ cấp thì nó có một mức giá hợp lý hơn rất là nhiều, chỉ khoảng 40.000 USD mà thôi. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.